Chào các em thân mến, sau đây chúng ta cùng học bài số 7 nhé các em. Unit 7, My Neighborhood. Chủ đề chúng ta ngày hôm nay là khu phố của tôi. Phần từ vựng. Getting started. Neighbor. Neighbor. Nhấn âm 1, người hàng xóm. Neighborhood. Neighborhood. Danh từ, vùng lân cận hoặc là hàng xóm. Grocery store là cửa hàng tạp hóa. Swimming pool, hồ bơi. Hairdresser. Hairdresser là tiệm uống tóc. Stadium. Stadium, nhấn âm 1, danh từ, sân vận động. Wet market, danh từ, chợ cá. To listen and read, phần này chúng ta có những từ vựng sau. Air condition. Air condition. Air condition, điều hòa. Air conditioner. Air conditioner, máy điều hòa. Around. Around, trạng từ, chung quanh. Delicious. Delicious. Delicious, nhấn âm 2, tính từ, ngon hoặc là thơm. Area. Area, nhấn âm 1, area, vùng hoặc là khu vực. Serve. Serve, động từ, phục vụ. Pancake. Pancake, nhấn âm 1, pancake, là bánh khoái hay còn gọi là bánh xèo. Taste. Taste. Taste, là nếm. Tasty. Tasty. Tasty bằng với từ delicious, nghĩa là ngon. Trong phần speak, chúng ta có các từ. Parcel. 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 Danh từ, bưu kiện. Letter. Letter, nhấn âm 1, letter, thư. Postcard. Postcard. Postcard, nhấn âm 1, bưu thiếp. Airmail. Airmail. Airmail, bưu phẩm, gói bằng đường hàng không. Surface mail. Surface mail là bưu phẩm bằng đường bộ. Weigh. Weigh, cân nặng. Weight. Weight. Weight, danh từ, trọng lực. For listen, chúng ta có các từ. Advertise. Advertise. Advertise, động từ, quảng cáo. Advertisement. Danh từ là advertisement. Advertisement. Culture house, nhà văn hóa. Millennium. Millennium. Millennium, danh từ, thiên niên kỷ. Perform. Perform, nhấn âm 2, động từ. Perform, biểu diễn. Performance. Danh từ là performance. Performance. Versus. Versus, chống lại. Kick. Kick là đá. Kick off, bắt đầu trận bóng đá. Exhibition. Exhibition. Exhibition, nhấn âm 3, cuộc triển lãm. Photo. Photo. Photo, nhấn âm 1, ảnh chụp. Hundred. Hundreds of, hàng trăm. Thousand. Thousand of, hàng ngàn. Million. Million of, hàng triệu. Province. Province, nhấn âm 1, province, tỉnh. Opening. Opening, phần mở đầu. 5, read. Select. Select, nhấn âm 2, select, động từ, lựa chọn. Selection. Selection. Selection, danh từ, sự lựa chọn. Mall. Shopping mall, khu thương mại. Roof. Roof, mái nhà hoặc là vòm. Convenience. Convenience, nhấn âm 2, danh từ, sự tiện lợi. Convenient, tính từ là convenient. Humid. Humid, bằng với từ wet, nghĩa là ẩm ướt. Dry. Dry, khô. Customer. Customer, nhấn âm 1, customer, khách hàng. Go shopping. Go shopping, đi mua sắm. Comfort. Comfort. Comfort, động từ, dỗ dành, an ủi. Comfortable. Comfortable. Comfortable, tính từ, thoải mái. Notice. Notice.
Notice, động từ, chú ý. Noticeable. Noticeable, có thể nhận biết, đáng chú ý. Own. Own. Own, động từ, sở hữu. Owner. Owners, chủ nhân hoặc là người chủ. Change. Change, động từ, thay đổi. Business. Business, kinh doanh, buôn bán. Businessman. Businessman, thương gia. Price. Price, giá cả. Produce. Produce, nhấn âm một. Produce, sản xuất. Producer. Producer, nhấn âm hai. Producer, người sản xuất. Product. Product, nhấn âm một, danh từ, sản phẩm. Resident. Resident, nhấn âm một, danh từ, cư dân. Resident. Resident, tính từ, cư trú hoặc là thường trú. Resident. Chúng ta có danh từ là residence. Concern. Concern, nhấn âm hai, động từ, quan tâm. Concerned about. Discuss. Discuss, nhấn âm hai. Discuss, bàn luận. Discussion. Danh từ là discussion. Discussion. Specialization. Specialization, sự chuyên môn hóa. To be pleased about là hài lòng về cái gì đó. Think. Think about, nghĩ về gì đó. Discount là giảm giá. Trong phần right chúng ta có effect. Effect, nhấn âm hai, effect, ảnh hưởng đến. Effect, danh từ của nó là effect. Effect. Contact. Contact là liên lạc. Hold. Hold là giữ hoặc là tổ chức. Organize. Organize, động từ, tổ chức. Trong bài này chúng ta sẽ có những cấu trúc ngữ pháp sau đây. Một là present perfect tense, là thì hiện tại hoàn thành. Công thức của nó là chủ ngữ cộng với động từ have hoặc là has, cộng với V3 hoặc là VED. Ở đây I, we, they, you, chúng ta sẽ cộng với động từ have. He, she, it, chúng ta cộng với từ has. Như vậy, các em nhớ cho cô là để làm được cái cấu trúc này, các em cần thuộc cho cô những cái động từ ở cột 3 nha các em. Ở thể phủ định thì các em sẽ đưa cái chữ not này đằng sau cái chữ have hoặc là has. Thể nghi vấn chúng ta đưa have, has lên trước, sau đó cộng chủ ngữ cộng với V3 hoặc VED. Áp dụng thì cái thì này được dùng chỉ hành động vừa mới xảy ra. Ví dụ như là I have just seen my old friend in the street. Tôi vừa mới gặp một người bạn cũ ở trên phố. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ khi chúng ta không biết rõ thời gian hoặc không muốn đề cập thời gian. I have visited Hà Nội. Tôi đã đi thăm Hà Nội. Hành động xảy ra nhưng kết quả của nó vẫn còn trong hiện tại. Tom has had a bad car crash. Tom bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Và bây giờ cậu ấy vẫn ở còn trong bệnh viện. Như vậy là xảy ra trong quá khứ và nó vẫn ảnh hưởng trong hiện tại. Hoặc là hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. Và đây là cái rất quan trọng các em cần phải thuộc cho cô nè. Trong câu thì hiện tại hoàn thành nó sẽ có những cái trạng từ như là just, recently, lately, ever, never, already, yet, since, for, so far, until now, up to now, up to present. Như vậy đây là những cái từ dấu hiệu mà các em cần phải học thuộc để các em phân biệt được là nếu có những cái từ này trong câu thì mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành nhé các em. Trong đó cái từ for là chúng ta sẽ cộng với lại cái khoảng thời gian. Since chúng ta cộng với mốc thời gian. Ever được dùng trong câu hỏi. Và never thì được dùng trong động từ khẳng định và mang nghĩa phủ định, có nghĩa là không bao giờ. Bây giờ, sang phần 2, các em sẽ cùng nhau làm quen với comparison with like. Như vậy là so sánh có cái từ like, not the same as, different from và not as.
Như vậy cái từ like này á, ở trong trường hợp này chứ không phải là nghĩa là thích, mà là nó có nghĩa là giống như là, nha các em, giống như là, được dùng để diễn tả một sự giống nhau. Sau like là chúng ta cộng một danh từ hoặc là đại từ. Like this, like the wind, like a palace. The same as cũng có nghĩa là như vậy, cũng có nghĩa là giống nhau. Dùng để diễn đạt sự đồng nhất. Different from có nghĩa là khác nhau. As cũng có nghĩa là ngang nhau. Công thức của as là động từ nè, cộng với chữ as, sau đó cộng với tính từ hoặc danh từ, tính từ hoặc trạng từ, rồi cộng với chữ as. Ví dụ như này, speak là động từ, as, sau đó cộng với trạng từ well, sau đó cộng với chữ as, sau đó cộng với lại cụm danh từ hoặc là đại từ phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào lesson, getting started. Phần mở bài, các em hãy cùng nhau nối cho cô các cái tên gọi của địa điểm này tương ứng với các bức tranh. A. Grocery store. Cửa hàng tạp hóa. B. Stadium. Sân vận động. C. Wet market. Chợ cá. D. Drug store. Cửa hàng tiệm thuốc. E. Hairdressers. Là cửa hàng cắt tóc. F. Swimming pool. Là bể bơi. Listen and read. Các em cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa bạn Nam và bạn Na. Hi, my name's Nam. Hello, nice to meet you, Nam. I'm Na. Are you new around here? Yes, we've been here since last week. I'm sure you'll like this neighborhood. I hope so. How long have you lived here? Oh, we've lived here for about 10 years. You must know the area very well. I do. Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight. There is one just around the corner. What is the food like? It's very good. We like to eat there. It serves Hui food, and the pancakes are delicious. You should try them. I will. Thanks. Và đây là phần dịch của chúng ta nha các em. Các em có thể nhìn đó, so sánh với lại trong bài. Cái từ nào các em không biết thì các em sẽ gạch chân hoặc là highlight, sau đó các em ghi lên trên cái nghĩa của nó và học cho cô những cái từ vựng đó. Chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập, bài số 2. Hoàn tất các câu sau đây dùng các từ trong bài hội thoại. Na is new to the neighborhood. Na là một người mới trong cái hàng xóm. She and her family arrived last week. Cô ấy và gia đình đến vào tuần trước. Na's mother is very tired. Mẹ của Na thì rất là mệt. There is a restaurant in the area. Có một cái nhà hàng ở trong khu vực. The restaurant serves food from Huế. Cái nhà hàng này thì phục vụ đồ ăn đến từ Huế. Nam thinks the pancakes are tasty. Bạn Nam nghĩ rằng cái bánh kép hay là bánh xèo thì ngon. Chúng ta chuyển sang phần speak là phần nói, thực hành đoạn hội thoại cùng với bạn. Clerk là nhân viên bán hàng. Miss Kim là cô Kim. Next, please. Người tiếp theo. I want to send this parcel to Quy Nhơn. Cô có cụm từ send parcel, có nghĩa là gửi bưu kiện hoặc là bưu phẩm. Tôi muốn gửi một cái bưu phẩm đến Quy Nhơn. Do you want to send it airmail or surface mail? À, chị muốn gửi nó bằng đường hàng không hay là bằng đường bộ? I'm not sure. How much is airmail? Tôi cũng không chắc. Gửi qua đường hàng không thì bao nhiêu tiền? I'll have to weigh the parcel first. Tôi sẽ phải cân cái bưu phẩm trước đã. 5 kilograms. That's be $32,500.
5 ký, như vậy là nó 32.500. Oh, that's expensive. Oh, nó mắc quá. Surface mail is much cheaper. It's only 19,200 đồng. Gửi bằng đường bộ thì rẻ hơn nhiều. Nó chỉ có 19.200 đồng thôi. That's better. I'll send it surface. Nghe có vẻ tốt đấy. Tôi sẽ gửi nó bằng đường bộ. Alright, được rồi. 2. Các em nhìn vào cái bảng sau đây và sau đó hãy làm một cái đoạn hội thoại tương tự như vậy nhé các em. Các em có thể tham khảo cái bài mẫu của cô. Và đây là cái đáp án gợi ý nhé. Đó, các em có thể dùng cái đáp án mẫu của cô để các em có thể tham khảo. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần listen. Trong phần listen, các em sẽ nghe. Na là một người mới ở khu phố. Cô ấy đang nói chuyện với Nam về những việc cô ấy sẽ làm vào cuối tuần. Các em hãy xem cái tờ báo này có cái gì trong tuần này. Sau khi các em xem xong, rồi các em hãy cùng nhau nghe nhé các em. Các em điền vào cho cô mỗi cái ô trống trong quảng cáo một cụm từ ở trong khung. Na is new to the neighborhood. She's talking with Nam about what she's going to do on the weekend. Look at the advertisement of What's On This Week. Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box. Hi, Nam. Hello, Na. What are you going to do this weekend? I'm not sure. I just don't know what to do and where to go in this new neighborhood. Why don't we look at What's On This Week in the newspaper? Good idea. Can you suggest what I should do? Do you like movies? There's a new film at the Millennium Cinema. What is that? The Newcomer, an Australian film. I've seen this film before. I saw it on Star Movies Channel. You did? Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting. But it does not open during the weekend, and you cannot go to the English-speaking contest either. It's at the Nguyen Quyen School, and it's on Thursday. Ah yes, here, the soccer. A match between Lido School and the Quan Trung School, the best under-15 teams in our province. I'll go and see it because my brother plays in the match. Where do they play? At the town ground. Would you like to join us? Oh yes, I'd love to. I've never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium. And I'd like to visit the town ground too. Great. I'll tell Min and Ba to come to your home. And we'll go together. Remember, the match starts at 4 p.m. But we must và be there by 3:30 if we don't want to miss the opening show. Chúng ta điền từ The Newcomer. 2 là Town Ground. 3 English Speaking Contest. And 4 Culture House. Trong bài 2, các em hãy cùng nhau nghe lại cho cô bài hội thoại, sau đó đánh giờ dấu tích. True là đúng, false là sai. No information là không có thông tin nha các em. Ok, các em có thể tua lại cái đoạn hồi nãy và các em nghe lại một lần nữa, sau đó làm lại cho cô. Đáp án của chúng ta là A. Na does not know the neighborhood very well. Bạn Na không biết nhiều về cái hàng xóm. Câu này đúng. 2. B. Na doesn't like movies. Na không thích xem phim. Câu này sai. Na will go to the photo exhibition this weekend. Na sẽ đi xem triển lãm tranh vào tuần này. Câu này sai. Na won't go to English speaking contest. Bạn Na sẽ không đi đến cái buổi thi đấu của nói tiếng Anh. Câu này đúng. Na will go to the soccer match with Nam. Bạn Na sẽ đi xem cái trận bóng đá cùng với Nam. Câu này đúng. Nam is a soccer fan.
Nam là một fan của bóng đá. Câu này, no information, là không có thông tin. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần read, là phần đọc. Cô mời các em cùng lắng nghe bài đọc nhé. A new shopping mall is opening in Nam's neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won't notice the weather. Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices. The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meeting in order to discuss the situation. Ok, mẹ điền cho cô là đúng hoặc sai vào trong cái ô. Đây là cái bài dịch, các em có thể tham khảo nhé. Câu A, the mall is open 6 days a week. Cái khu thương mại thì sẽ mở 6 ngày một tuần. Câu này sai. Đáp án là 7 day, 7 ngày. Câu B, there are more than 50 stores in the mall. Có hơn 50 cửa hàng ở trong cái khu mua sắm. Câu này sai. There are 50 chứ không có cái từ more than. Câu C, everyone in neighborhood is pleased about the new mall. Mọi người ở trong hàng xóm đều hài lòng về cái khu thương mại mới này. Đáp án là đúng. À, xin lỗi, đáp án sai. Some people. Như vậy là có một vài người thì không hài lòng nhé các em. Câu D, it will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area. Như vậy là đi mua sắm sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở trong cái khu thương mại hơn là những cái cửa hàng ở khu vực hiện tại. Câu này đúng. Một vài cửa hàng ở trên đường Trần Phú có lẽ là phải đóng cửa. Câu này đúng. Sang bài 2, các em trả lời cho cô 4 cái câu hỏi sau đây. A. What is special about the new shopping mall? Cái điều gì là đặc biệt về cái khu thương mại mua sắm mới này? It is that all the shops are under one roof. Có nghĩa là tất cả những cửa hàng đều dưới một cái mái nhà. Câu B. What sort of facilities are available in the shopping mall? Những cái cơ sở vật chất nào có sẵn ở trong cái cửa hàng khu thương mại này? The facilities are 50 air-conditioned specialty stores, 4 movie theaters, 10 restaurants and children's play area. Như vậy là cái trong này nó có sẵn là 50 cái cửa hàng đặc biệt có điều hòa, 4 cái rạp chiếu phim, 10 cái nhà hàng và có cái khu vực vui chơi dành cho trẻ em. What do the small store owners think about the new shopping mall? Những cái người chủ của các cửa hàng nhỏ thì nghĩ gì về cái khu thương mại mua sắm mới này? They think the mall will take their business. Họ nghĩ rằng là cái khu thương mại này sẽ lấy đi cái phần kinh doanh của họ. What kinds of goods will the stores in the mall offer? Những cái dịch vụ tốt nào mà cửa hàng ở trong cái khu thương mại này đưa ra? Some of the goods in the new store will be the same as one in the small shops, but the stores in the mall will offer the wide selection of products, some at cheaper prices. Như vậy cái điều đặc biệt ở đây chính là họ sẽ đưa ra nhiều sự lựa chọn về các cái dòng sản phẩm và với cái mức giá rẻ hơn. Trong phần write, các em sẽ cùng nhau
đọc cái bảng thông báo, rồi đây là cái bảng thông báo. Sau đó dùng cách thức tương tự để viết một cái bảng thông báo về cuộc thi Hồng Biển tiếng Anh ở bên dưới. Rồi, ok. Đây sẽ là cái đáp án gợi ý nha các em. Đó. Sang phần language focus. Bài 1, các em hãy nối cho cô những cái động từ ở quá khứ phân từ. Như vậy các em hãy lấy cho cô một cái bảng danh sách là động từ ở cột thứ 3 á. Các em điền vào cho cô. Chúng ta có này, go, gone, eat, eaten, live, lived there, attend, attended, see, seen, do, done, write, written, work, worked, collect, collected. Bài số 2, hoàn thành cho cô sử dụng for hoặc là since. Như vậy cô nhắc lại for là trong khoảng thời gian, còn since là mốc thời gian cụ thể. Đáp án của chúng ta sẽ là 4-5 minutes since January, since 1990, since the summer, 4-3 hours, 4-10 weeks, since Friday, 4-20 years. Như vậy các em nhớ cho cô cái từ for này thường thường là sẽ có cái số đằng sau, ví dụ for 20 này, 10 này, 3 này, 5 này, thấy chưa? Rồi, bài số 3. Hoàn thành cho cô sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Câu B, chúng ta có have not eaten. Câu C, I đi với từ have, thêm chữ not vào. C chuyển thành seen. They đi với động từ have. Attend chuyển thành attended. My dad danh từ số ít đi với từ has. Work chuyển thành worked. Ba đi với danh từ has. Collect chuyển thành collected. Bài số 4 cũng tương tự như vậy, các em sẽ sử dụng cho cô những cái động từ này chuyển thành thể thì hiện tại hoàn thành. Câu số 1, đáp án của chúng ta là I have been here since last week. Mình đã ở đây từ tuần trước. I hope so, tôi hy vọng là vậy. How long have you lived here? Bạn sống ở đây bao lâu? Is there a post office near here? Có cái bưu điện ở gần đây không? I want, tôi muốn cái gì đó. Looks beautiful, trông đẹp. Have you ever been? Bạn đã từng đến đó chưa? I have seen, tôi đã từng coi nó ở trên phim và trên tạp chí. Ở bài số 5, các em sẽ nhìn cho cô những cái bức tranh hoàn tất câu dùng các từ trong khung. Có nhiều từ các bạn phải dùng nhiều hơn một lần. Và đây sẽ là đáp án nha các em. Các em sẽ sử dụng những cái từ so sánh để chúng ta so sánh hai cái vật với nhau. Câu A, the magazine is not as large as the newspaper. Cái báo chí á, thì không có rộng bằng cái báo, tờ báo, tạp chí nha các em. Magazine là tạp chí, newspaper là báo. Lipton tea is different from Dimar tea. Cái trà Lipton thì khác so với trà Dimar. The red dictionary is more expensive than the blue dictionary. Cái từ điển màu đỏ này thì đắt hơn từ điển màu xanh. The bag on the left is the same as the bag on the right. Cái túi sách ở bên trái thì giống cái túi sách ở bên phải. The toy cat is the same price as the toy dog. Cái đồ chơi con mèo á thì có cái giá giống như là cái đồ chơi của con chó. Hoa's backpack is different Lan's backpack. Cái cặp của bạn Hoa thì khác so với cặp của bạn Lan. The snake is as long as the rope. Cái con rắn thì nó dài bằng cái sợi dây. The pocket watch is not as modern as the wristwatch. Cái đồng hồ bỏ túi thì không có hiện đại bằng cái đồng hồ đeo tay. The ruler is not as cheap as the eraser.
cái thước thì không có rẻ bằng cái cục tẩy. Các em thân mến, như vậy là bài số 7 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong unit 8. Nhớ like và đăng ký kênh cho cô nhé. Goodbye.